bị cách ly theo hướng dẫn, không có chốt cách ly, không phân biệt đối xử và đưa thông tin hình ảnh tiêu cực về người mắc bệnh COVID-19. Bệnh COVID-19 thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, hay là các bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, các hành vi trốn khai báo hoặc trốn cách ly gây lây truyền bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015. Khi cách ly tại cơ sở y tế và khu tập trung tại trung đoàn 812, phường Tân An, thị xã La Ghi sẽ được miễn phí ăn ở, theo dõi sức khỏe. Chúng mời đồng bào đồng chí và các bạn nghe thông báo số 681 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đảm bảo cung ứng và tăng cường kiểm tra hàng hóa. Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có hiện tượng nhiều người dân mua hàng tiêu dùng thiết yếu đảm bảo nhu cầu của người dân. 2. Yêu cầu cục quản lý thị trường Bình Thuận tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vé, thu gom, tăng giá bất hợp lý hàng hóa, lương thực thực phẩm. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng. Yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với cục quản lý thị trường Bình Thuận báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày cho ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 của tỉnh thông qua Sở Y tế theo quy định. Kính mời đồng bào đồng chí và các bạn tiếp tục nghe bản tin tuyên truyền về việc chống dịch COVID-19. Hãy cùng phối hợp chống dịch COVID-19. Việc tiếp xúc với bệnh COVID-19 được phân loại là F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, F2 tiếp xúc với F1, F3 tiếp xúc với F2, v.v. Tỉnh Bình Thuận hiện nay đã có 4 trường hợp dương tính với COVID-19 là bệnh nhân số 34, 36, 37, 38 và chắc chắn danh sách này chưa thể dừng lại. Cách ly là một biện pháp hữu hiệu để góp phần giảm sự lây lan COVID-19 trên địa bàn tỉnh và giúp nhà chức trách cũng như ngành y tế thực hiện giám sát dịch tễ chặt chẽ. Tùy theo mức độ tiếp xúc mà cách ly: 1. Tại cơ sở y tế, 2. Tại khu tập trung, 3. Tại nhà nơi lưu trú. Trường hợp cách ly một địa phương, khu phố, xã, phường sẽ được thông báo cụ thể. Sở Y tế đề nghị các cá nhân, hộ gia đình, tập thể, cơ quan, đơn vị cùng phối hợp với ngành y tế thực hiện các việc sau: khai báo đầy đủ, chi tiết về sức khỏe, lịch trình di chuyển, tiếp xúc khi được nhân viên y tế yêu cầu, không giấu thông tin hoặc thông tin sai lệch. Nếu biết rõ mình thuộc nhóm F2, F3, hãy đến trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc phòng khám đa khoa khu vực gần nhất để khai báo và được tư vấn. Tranh thủ và tự giác chấp hành việc cách ly theo hướng dẫn, không trốn cách ly, không phân biệt đối xử và đưa thông tin hình ảnh tiêu cực về người mắc bệnh COVID-19. Rồi, bệnh COVID-19 đó cái gì anh nên nên các bệnh truyền nhiễm nhóm này nó xuống nó rồi kìa, nó lấy tiền nó này hút cậu mày nó không đưa nó quấn người ta tỷ lệ tử vong cao, không đi quấn dân chịu ẩu dân báo bị trốn khai báo hoặc trốn cách ly nó đang ở đây không quấn này lại cho quấn nhà bà điên hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nó được chưa? Đâu quá nhiều lắm ngồi đó. Sở Y tế và khu tập trung. Nó ngồi đó. Tại trung đoàn các tỉnh bộ đội điện ha. Đó. Thị xã La Ghi sẽ được miễn phí ăn ở theo dõi sức khỏe. Như là nó đòi đôi tiền để đi hút cái chết gì đó. Thằng này nó không mà con này nó không có tiền. Không đưa. Không đưa nó quá. Có gì đâu à? Mà thằng này mười mấy tuổi rồi, con nhỏ nó ba mấy không? Trong hai ngày qua. Thằng này có 17 tuổi à? Có hiện tượng nhiều người dân mua thuốc. Con nhỏ kia ba mấy được. Lần con nhỏ dân Đồng Nai. Tốt cho nhu cầu mua sắm của nhân dân trong thời gian hiện nay, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Yêu cầu Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể dự trữ cung ứng hàng hóa trong vài ngày, đảm bảo cân đối cung cầu, không thể khan hiếm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhiều người. Đề nghị các doanh nghiệp khu phố trên địa bàn tỉnh tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đảm bảo cung cầu. Cái này là nó bị trường hợp nào vậy anh? Nó đánh mấy này thôi thì đó. Đi lên đây, đi lên xuôi dài. Đưa hai đồ đây, hai nhóm đồ đây. Hai nhóm đồ đợi đâu? Đồ đặt ở đâu? Đồ đợi đâu? Kia. Đồ lấy đồ đây. Không mày cho tăng bằng cái bẻ. Có một cái giống mà bay nó giống lên thôi coi xuống.
mình bắt mình lập chung còn đừng về cho đấy nó có giá mà không có xin mời các bạn đầu tiên hãy tin chương trình về việc khám nghiệm không cùng phối hợp với ngành y tế thực hiện các việc sau: khai báo đầy đủ.